Bài thuốc tự nhiên chữa cận thị, hồi phục thị lực của bác sĩ nhãn khoa Nga. Hiện nay tình trạng giới trẻ bị cận thị sớm ngày càng gia tăng vì những thói quen tiếp xúc với thiết bị thông minh trong thời gian dài như máy tính, điện thoại. Đầu thập niên 60, bác sĩ nhãn khoa người Nga Vladimir Petrovich Filatov đã công bố và khuyên những bệnh nhân của mình sử dụng một bài thuốc chữa cận thị do ông tự chế tạo từ thảo dược thiên nhiên kết hợp với những bài tập mắt đơn giản. Từ lúc đó, cả thế giới bắt đầu biết đến phương thuốc giúp cải thiện thị lực và ngăn ngừa tình trạng suy nhược mắt cực kỳ hiệu quả, lại rất rẻ tiền, ai cũng có thể tự làm. Bài thuốc chữa cận thị này đã lan truyền rộng rãi trong dân gian và nó vẫn được tin dùng cho tới tận ngày nay với công dụng đáng kinh ngạc. Mọi người đã biết nha đam có rất nhiều công dụng tuyệt vời và được ví như là thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp. Ngoài công dụng làm đẹp da thì nha đam còn có công dụng bổ mắt, khắc phục được chứng khô mắt và tăng cường thể lực, cải thiện cận thị mắt vô cùng hiệu quả. Bài thuốc này hoàn toàn từ các nguyên liệu tự nhiên như nha đam, mật ong và hạt óc chó sẽ cải thiện thị lực và dần dần thoát khỏi những triệu chứng khó chịu của mắt. Thành phần cần chuẩn bị: 100g nước ép nha đam hoặc một túi thạch nha đam, 500g quả óc chó đã nghiền nát, 300g mật ong rừng nguyên chất, nước cốt chanh 4 quả. Cách làm như sau: bạn cho tất cả các nguyên liệu ở trên vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn để tạo thành một hỗn hợp đồng nhất. Cho hỗn hợp thu được vào hũ thủy tinh sạch, đậy kín nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Thời gian sử dụng sẽ để được khoảng 10 ngày. Về cách dùng: dùng một muỗng canh hỗn hợp nha đam mật ong và quả óc chó này 30 phút trước bữa ăn chính, ngày dùng 3 lần. Phương pháp tự nhiên này thực sự rất tuyệt vời cho thị lực của người cận thị. Nếu làm theo đúng hướng dẫn thì thị lực của bạn sẽ được cải thiện khá rõ rệt bởi nó cung cấp đầy đủ vitamin cần thiết cho mắt. Tuy nhiên, muốn đảm bảo hơn về phương pháp này, bạn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa đang điều trị trước khi áp dụng biện pháp chăm sóc tự nhiên này. Lưu ý: bạn cần chú ý là không nên sử dụng nha đam ngay sau khi vừa hái về, mà phải bọc giấy báo và để trong tủ lạnh khoảng 10 đến 12 ngày để nha đam hay lô hội có thời gian để kích hoạt những thành phần hoạt tính. Sau đó rửa lá và lấy gel chế thuốc, sơ chế nha đam kỹ để loại sạch nhất trong vỏ nha đam. Nên lấy lá ở cây lô hội không quá 3 năm tuổi. Không sử dụng lô hội trong những trường hợp bị mắc các bệnh sau đây: rối loạn tiêu hóa, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh lao, bệnh thận cấp, bệnh trĩ, bệnh tim mạch và các triệu chứng bị viêm nhiễm âm đạo.